mà quan niệm của mình là những cái sản phẩm mà đưa ra những cái giá thành ok vừa phải mà chất lượng lại tốt thì đó mới là cái điều mình đáng quan tâm. Và hôm nay thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn những cái sản phẩm mà mình đã tin dùng ở bên SkinAZ nhé. Đầu tiên là tinh chất bơ. Đó, đó là một cái chai có trọng lượng là 30 ml, chúng ta có thể sử dụng được 6 tháng. Trước khi make up thì chúng ta sẽ thoa một vài giọt lên da để đảm bảo cho cái việc cho cái lớp nền của chúng ta mịn màng hơn và căng sáng hơn. Chúng ta sử dụng buổi sáng và buổi tối mỗi ngày nhé. Sẽ thoa một vài giọt lên da này. Các bạn thấy là khi mình thoa xong ấy thì da mình căng bóng luôn này và không hề bị bí da, không và giúp cho lỗ chân lông của chúng ta sẽ se kít hơn này. Đấy, các bạn có thấy bóng hơn không? Và cái chai này thì được tổ chức Ecoric công nhận là 100% là hữu cơ nhá, rất là an toàn cho da và không gây bí da, không nổi mụn. Chúng ta dưỡng da buổi sáng và buổi tối mỗi ngày, thoa lên trước khi make up. Đó, sau đó các bạn vỗ nhẹ để những cái tinh chất bơ nó sẽ thẩm thấu vào da nhé. Đó, các bạn có thấy sự khác biệt không? Nó rất là bóng. Và cái sản phẩm thứ hai mình muốn giới thiệu cho các bạn đó là kem dưỡng da V10. Từ trước đến giờ mình đã sử dụng được rất nhiều những cái loại kem dưỡng da khác nhau và nhưng mà thực sự đây là cái sản phẩm kem dưỡng da mà mình ưng ý nhất. Mình mới sử dụng được có 5 ngày thôi mà da mình lúc nào cũng căng và mọng. Và cái lọ rất là đầy, chúng ta có thể sử dụng được 8 tháng nhá mà không hề bị độn đáy các bạn ạ. Cái kem dưỡng da này thì chúng ta lên thoa sau cái lớp kem nền, trước khi bôi kem nền. Đó, nó rất là mọng da này. Mà cái kem dưỡng da này chúng ta cũng bôi buổi sáng và buổi tối mỗi ngày nhá. Nó sẽ làm mờ nám và tàn nhang, se kít lỗ chân lông. Các bạn có thể thấy hiệu quả của nó sau 5 ngày sử dụng, da lúc nào cũng căng mọng luôn. Đó, nó rất là bóng này. Sau đó chúng ta cũng vỗ nhẹ nha.